Đấu La Đại Lục phần 2 tập 382, Vũ Hạo chiến với kiếm sĩ lĩnh vực phần 3, tuyệt thế đường môn. Ai mà biết được, ha ha. Nói xong thì, lăng cái tay của Quý Tuyệt Trần lùi đi mất. Nhìn bọn họ rời đi, Vũ Hạo cũng là cũng cười, lẩm bẩm rồi nói. Tôi ước gì các người sẽ đi, nếu vậy thì ta sẽ là có biện pháp khiến cho các người không muốn về nữa. Nhìn quanh hồn đạo khí thí luyện ở trường, Vũ Hạo cũng là thở ra một hơi mạnh mẽ, giơ tay phải lên, lòng bàn tay để lại một làn máu. Kiếm ý vô song, Tuyệt Trần, ngươi thật sự là không có bài. Ngươi cũng biết rằng trước mặt của ngươi suy nhược, hỗn loạn đều là không dùng được. Kiếm ý của ngươi hoàn toàn là ngưng thật. Với hồn sư hệ công chế quả là khắc tính, ta cũng là chưa có thể hoàn toàn dung hợp với Quan Lâm Thiên Hạ và Bối Tuyết Đế Tam Tuyệt. Ở nơi đây, Vũ Hạo cũng là quả thật là không có nhiều bằng hữu, nhưng hắn vẫn là quyết định rằng muốn đi gặp một người. Hơn nữa thì lúc này đây hắn hoàn toàn là có thể thoải mái mà đi. Cái gì? Ngươi muốn gặp đường chủ hay sao? Lâm Gia Nghị nhìn thanh niên đứng trước mặt mình, ánh mắt kinh ngạc. Hơn 2 năm qua, đã từng trao đổi sinh của Học viện Sử Đánh Các biểu hiện ngoan ngoãn, cũng là tỏ ra không ít tài năng. Bất quá tên đại tử trước mắt này là đáng nhớ nhất, cũng là vì giải đấu luận bàn kỳ xưa, sau đó ngồi như là xác khô lửa lắm, mà tu vi lại là không tiến thêm chút nào cả. Vũ Hạng gật đầu rồi nói, được không, chúng ta sắp đi rồi, trước khi đi ta muốn cảm tạ đường chủ một chút, hơn nữa thì là cũng có việc. Nếu là đệ tử bình thường khác, là dễ có cơ hội gặp mặt được đường chủ mình đức đường như thế. Phải nói là không có khả năng. Kinh Hồng Trần là ai? Ở đế quốc Nhật Nguyệt chính là cường giả dưới một người trên vạn người. Nhưng mà kẻ trước mặt lại khác, địa vị của hắn cũng là rất đặc biệt. Thế cho nên Lâm Dương Nghị cũng là không dám để dễ dàng từ chối hắn. Được rồi, ngươi chờ một chút, để ta đi xin chỉ thị của đường chủ. Được thôi. Vũ Hạo cũng là ngồi xuống ghế, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, bộ dáng ngồi nghiêm nghị. Lâm Gia Nghị cầm hồn đạo khí Isophone rót vào ít hồn lực rồi bấm số. Một lát sau thì giọng nói của Minh Đức Đường chủ Kính Hồng Trần vang lên ầm ầm do lão Lâm Gia Nghị lãnh tài bật loa. What the hell, Vũ Hạo cũng là muốn gặp ta hả? Ok con dê, ngươi bê bê hắn vào đây. Kính Hồng Trần nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Vũ Hạo. Trên thực tế thì lão cũng là đang tò mò, không biết đại thiên tài Tiểu Liên của Viện Sử Lên Các có chuyện gì mà đến tận đây cấp báo. Không lẽ hắn đổi ý muốn ở lại Minh Đức Đường à? Thế là rụp mánh nhá, hả hả. Tưởng tượng đến đó, Kinh Hồng Trần cũng là không khỏi vui vẻ mà hứng khởi. Vũ Hạo cũng là được Lâm Gia Nghị dẫn xuống dưới với văn phòng của Minh Đức Đường đường chủ Kinh Hồng Trần. Đường chủ vẫn khỏe chứ hả? Vũ Hạo rất là có lợi phép tiến lên chào hỏi. Kinh Hồng Trần mỉm cười rồi nói, mời ngồi. Vũ Hạo cũng là lại không thèm ngồi xuống, vẫn là đứng như là chào cờ, miệng lại nhái. Tình hình là ta có vài việc muốn nói chuyện riêng với ngài, có được không á? Kinh Hồng Trần hơi sửng sốt, nhìn Lâm Gia Nghị rồi nói, ra ngoài đi. Lâm Gia Nghị khóe miệng là giật giật, trong lòng tầm nghĩ, đường chủ đối với tiểu tử này thật đúng là dùng túng quá mức, nhưng hắn cũng là không chậm chạp, nhanh chóng rời khỏi văn phòng, hơn nữa còn đóng kỹ cửa phòng, khóa chốt. Muốn nói gì thì nói liền đi. Kinh Hồng Trần quét mắt đánh giá thanh niên trước mặt. Hơn 2 năm qua, Vũ Hạo đã là cao hơn rất là nhiều. Hiện tại chẳng cũng là thuộc top của hội những cây sào của viện sửa lại khác rồi. Cơ thể tráng kiện, lưng xả vai rộng, tay vượn lưng thẳng, lão còn kinh ngạc phát hiện ra khí chất của Vũ Hạo đột ngột kỳ lạ. Vốn gương mặt khá là bình thường, nhưng nay lại có thêm vẻ trầm ổn cương nghị, có vài nét hấp dẫn của nam nhân trưởng thành, đặc biệt là cặp mắt sáng ngời, khiến kẻ khác nhìn vào mê ngấy, tương tự mãi là không thôi. Vũ Hạo liền nói, đến Học viện Nhật Nguyệt cũng là đã hơn 2 năm rồi. Được đường chủ quan tâm cân nhắc, khiến cho kinh nghiệm học hỏi nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí thật sự là tiến bộ thần tốc. Chương trình trao đổi học tập sắp chấm dứt rồi, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tôi muốn dành riêng cho ngài một lễ vật xứng đáng, vô cùng là thành kính nhận lời. Tặng lễ vật cho ta sao? Kinh Hồng Trần nhất thời là cảm thấy hứng thú. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có đệ tử nào làm như vậy, mà thực ra thì không ai dám làm như vậy cả. Hắn vạn vạn lần không thể tưởng tượng được, cái tên Vũ Hạo này lại là đến gặp mình mà tiến cùng lễ vật. Kinh Hồng Trần nhìn Vũ Hạo rồi nói, ba mấy cái thứ đồ lễ vật này của mi, nghe rằng là ta cũng là không dễ cầm đồ nhỉ. Vũ Hạo vội vàng lắc đầu rồi nói, đương nhiên là không có chuyện đó rồi, bởi vì nó lùm na cũng chỉ là bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của cá nhân ta với ngài mà thôi. Nó chỉ là một món hồn đạo khí do chính tay ta làm ra, hy vọng ngài không chê mà là vứt vào sọt rác là được rồi. Vừa nói thì hắn liền sờ vào nhị tập tứ kiểu nguyên nghiệt xã, lôi ra một cục chỉ đen thui, nhìn kỹ thì là một cái hộp kim loại màu đen đặt trên bàn, đặt trước mặt của Kính Hồng Trần. Đông chủ, cái này chính là một cái hồn đạo khí mô hình cho ngài giữ lại làm kỷ niệm. Cơ quan được ta thiết kế rất là xịn. Vừa nói thì hắn vừa dùng tay làm vài động tác làm thử cho Kính Hồng Trần xem. Lê Huyên Tử Vân có mặt ở đây, nhất định sẽ là nhận ra cái hộp kim loại đen thui này.
Không khác tí gì cái mà từ trước tới nay hắn bước chân vào phòng thí nghiệm đưa cho hắn, chính là giả cát thần nó. Kinh Hồng Trần cầm lấy chiếc hộp thần bí này, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Cái món hồn đạo khí này sần sùi thô ráp, không có cảm giác gì đặc biệt cả. Là hơi thúc giục hồn lực cảm nhận bên trong, nhìn thấy trong đó chẳng qua chỉ là một cái tụ lằng giáp trận đơn giản mà thôi. Được rồi, ta cảm ơn người. Trong lòng mặc dù là coi kinh cái thứ linh tinh này, nhưng mặt ngoài là vẫn là rất là để ý, không có thể hiện ra như vậy. Phú Hạo cũng là cung kính cúi đầu chào. Vậy thì ta xin phép cáo biệt, đường chủ. Nói xong hắn xoay người bỏ đi, không hề chần chừ ở lại chút nào. Khi mà Phú Hạo rời đi, Kinh Hồng Trần lúc này mới nghiền ngẫm. Tiểu tử này chẳng lẽ là muốn nói cho tôi biết hắn các bạn là không học được cái gì, tặng cái đồ chơi còn nít 3 tuổi này cho ta hay sao? Thật là nhỏ nhân má, mà cũng là thật là to gan. Còn bài đặt chỉ cho ta cách sử dụng thứ này nữa chú, nhìn vào là biết ngay, chỉ bảo làm cái gì chứ. Vừa lẩm bẩm thì ngón tay của lão máy mó theo những thao tác đơn giản lúc này Phú Hạo diễn biến, nhất là một cái lút một bên vách hộp. Kinh Hồng Trần đánh giá, bất quá cái cục sắt này là một kiện hồn đạo xạ tuyến mà thôi, y lưng có lẽ để đuổi muỗi cũng là không kịp. Lúc này dùng hồn lực gió xét, lão cũng là phát hiện ra tụ lăng pháp trận cũng là có một tí hồn lực, có lẽ là do Phú Hạo mới giả vừa rót vào còn chưa kịp sử dụng. Liên tiếp những tiếng động xé gió vang lên, dọa cho Kính Hồng Trần giật bắn cả người. Phặc phặc. Ngay sau đó thì trên vách tường đối diện ra có lên những âm thanh kỳ lạ. Kính Hồng Trần bất giác nhìn vào cái cục sắt đen thui trong tay, rồi nhanh chóng bước tới từng bức tường, bất ngờ tiếng đập cửa vang lên. Có chuyện gì vậy? Kính Hồng Trần giật mình khựng lại. Lâm Gia Nghị lúc này từ bên ngoài đi vào. Đồng chủ, ngài có gì dặn dò? Kính Hồng Trần vừa thế là hắn vẫn là tiếp tục đi tới vách tường hướng đối diện, nhanh chóng tìm ra một mớ tiễn thép cắm lúi vào cánh cửa. Rồi lão chưa ló vào bức tường kia, lại bấm nút, lại thêm những tiếng xé gió cắt quả không khí. Một đống những cái bóng bắn ra, vách tường đối diện lại vang lên một mớ những tiếng động công khác khi trước. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Kinh Hồng Trần mắt tròn mắt dẹt, kinh nghi bất định. Lão đột nhiên là nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nói như là phun như mưa vào mặt của Lâm Gia Nghị. Đi, thì Vũ Hạo lại để cho ta ngay. Vâng, lão sư. Lâm Gia Nghị lúc này không dám nói nhiều, lập tức đi ra ngoài đuổi theo tìm Vũ Hạo trở lại. Hạch tâm pháp trận của cái này là thứ gì vậy? Bấm cái lướt là lòng bắn tiền ra, không phải là hồn đạo xạo tuyến, mà giống là một mô hình định trang hồn đạo khí hơn. Công nghệ này quá là kinh khủng, chỉ cần cho hồn lực vào, bấm lút là bắn, hiện tại thế hay sao? Đúng vào lúc này, Kinh Hồng Trần nhanh tay muốn tháo vào hộp ra, nhưng vừa lạp ra được tí chút, trong hộp vang lên mấy tiếng lóc cóc lạch cạch rồi lạp bạc một tiếng. Thì ra là có công nghệ chống tháo ghép, thằng nhóc này thật là lợi hại. Kinh Hồng Trần ngẩn ngơ không biết là nên làm thế nào. Gia cát thần nỏ lúc này tơi tả ra, không còn hình thù gì nữa cả. Một lát sau đó thì Vũ Hạo lại là một lần nữa đối diện với Minh Đức Đường chủ Kinh Hồng Trần ngay trước mặt. Nói đi, mục đích của người là cái gì vậy? Kinh Hồng Trần trầm giọng nói. Đúng vào lúc này thì Vũ Hạo cũng là không quan tâm đến Lâm Gia Nghị có ra ngoài hay không nữa, đưa cái mặt giả lừa mở mịt rồi nói. Có làm gì đâu. Lúc này thì Kinh Hồng Trần giận run, bận trợn đôi mắt ra. Thằng nhãi, có diễn trò với ta hay sao? Vậy cái này là cái gì vậy? Hắn giơ ra các thần nỏ ra trước mặt của Vũ Hạo. Cái này sao, chỉ là quà lưu niệm của ta dành cho ngài mà thôi, mà sao cho gì nó đã hỏng thế này rồi. Lúc mà Kính Hồng Trần giơ cái hộp lên, tiếng lạch cạch trong hộp vang lên như là thế, mọi thứ trong đó đều là bị tháo sở ra từng khúc vậy, trở thành một mớ sắt vụn bỏ qua trong cái hộp đồ chơi vậy. Lúc này thì Vũ Hạo sợ vợ bày ra cái mặt khó hiểu khóc lóc thương tâm. Đường chủ, dù rằng cục sắt này không là thứ gì cả, nhưng dù sao cũng là quà lưu niệm của ta, không sao thì có thể để cho đẹp vậy, cớ chi mà phải quậy phá nó như thế này. Kính Hồng Trần thiếu chút nữa là tin rằng Vũ Hạo thành tâm thành ý đến cho lão, hắn xả lại cũng là thật là tốt đi. Rồi, đừng có xả lại nữa, ta phải là có kết cấu của trang bị này, nói thẳng đi, bán bao nhiêu. Với nhãn lực của lão, xin như là biết món đồ này đáng giá mức nào rồi. Vũ Hạo mờ mịt rồi nói. Cái này chỉ là trang bị đơn giản, chỉ là món đồ chơi còn nít mà thôi, và lại đưa cho ngày xài rồi mà, muốn biết kết cấu thì là tháo ra mà xem đi. Lúc này Kính Hồng Trần tức giận rồi nói, con giả ngu lỗi hay sao? Ta nói lại, cấu trúc hộp thiết kế của người vẽ ra đi, giá cả hợp lý, tiền chảo cháo múc. À, thì ra là vậy, Vũ Hạo cũng là như là bừng tỉnh giữa giấc mộng ngàn thu vậy. Nhưng mà xin lỗi, đường chủ à, cái thứ này là ta nghiên cứu ra cũng là hơi bị lao lực tí, thành ra lấy mà bán đi cũng là giá không có rẻ đâu. Kính Hồng Trần lựa khủng rồi nói, dễ diễn vậy sao, báo giá đi, bao nhiêu cũng mua. Vũ Hạo vươn một bàn tay ra, làm ngón tay dựng thẳng, múa tới múa lui lúc lên lúc xuống, cuối cùng cò lại cái ngón mập nhất và cái ngón nhỏ nhất, để lại ngón trỏ ngón giữa và ngón áp úp.
ba món hồn đạo khí cấp 9 có được hay không? Lâm Gia Nghị lúc này đứng bên cạnh suýt nữa là ói ra máu. Gì thế này? Ba món hồn đạo khí cấp 9? Hồn đạo khí là cái gì? Do muốn ngủ ở chợ hay sao? Hồn đạo sư cấp 9 muốn làm ra một cục phải làm tốn biết bao nhiêu thời gian đấy. Một cái công sắt bé tí tiệm này mà đòi đến ba món hồn đạo khí cấp 9 hay sao? Cầm rào thiết tào luôn đi. Kính Hồng Trần cơ mặt là giật giật, đó là nhăn này càng nhăn thêm. Tiểu tướng, người dám lừa đảo hay sao? Vũ Hạo lúc này lắc đầu rồi nói: không có, ta chỉ là cảm thấy thứ này rất là đáng giá với ngài, giá trị rất là xứng đáng, và lại chỉ là hết giá chơi vậy thôi, có gì từ từ nói, có được phép trả giá mà. Lập tức lúc này Vũ Hạo liền là cẩn thiết vẻ mặt, nhìn bàn tay ba ngón, co lại cái ngón út rồi nói: hai kiện, được hay chưa? Kinh Hồng Trần lại trợn mắt, được cái cục xít ý, cái đồ này mà là xịn cũng là đừng có hỏng ta đổi. Vũ Hạo liền nói: vậy thôi thì một viên tịnh trang hồn đạo phá cấp 9 cũng được, ta không phải là người hay đòi hỏi. Lúc này thì từ cút theo là phản xạ từ trong lòng Chu Liên Cố bắn ra tới đầu lưới, chưa là kịp bay ra ngoài thì là bị Kính Hồng Trần cắn răng đóng khẩu cổng lại. Và cái rầm và hàm răng trắng bóc rội ngược lại trở lại lăn xuống bụng. Vì lạng bất giác nhớ lại cái thời điểm bị tiền lừa đảo này trên một vố tổ bố trước giải đấu cho hắn kiếm cơm. Hắn hiển nhiên là hắn tặng lễ vật thực ra là làm chào hàng rồi là bắt giá mà thôi. Có điều thì Kinh Hồng Trần cũng là không thể là khủng thêm được nữa. Thậm chí là còn thấy may là vì là Vũ Hạo cũng là sâu hàng trước mặt của mình khi trở về học viện sửa lại khác. Nếu mà từ này cắn lên tình trạng hồn đạo khí, hiệu quả cũng là công tối. Rồi là áp dụng nguyên lý lên thứ khác, tác dụng cũng là chưa biết được. Cái thứ này nghĩa là người thường cũng là giải được hồn đạo khí. Huống chi gần đây lão là hiện cũng là có cái gì đó về bình sữa kín. Nếu như là cái thứ này cộng với bình sữa kín mà trao đổi với nhau thật sự là khủng bố. Nếu ứng dụng cho hồn đạo khí cao cấp cộng thêm bình sữa kín, như vậy thì một sư đoàn quân chính quy không hồn đạo sư trang bị có thể là sử dụng ra hồn đạo khí không còn là mơ tưởng nữa rồi. Dù cho chi phí có cao mấy cũng là đáng giá. Nếu thay thừa có một sư đoàn tình nhuệ như vậy, vương vị còn ai dám giành đấy. Quả thật là vật trong tay này chính là thứ sẽ làm mang đến cho ta địa vị tối cao ở đế quốc, đồng thời lưu danh sử sách. Nghĩ thế, Kinh Hồng Trần bất giác phấn khích, mạnh mẽ đè cường giận xuống, nhíu mày rồi nói: Hoắc tiểu tử, phát minh của người quả thật là không tồi, đối với sự phát triển định trang hồn đạo khí nhất định là hữu ích. Nhưng mà người lên hiện vì hiện tại nó chỉ là một kiện kết cấu sơ sài mà thôi, còn phải là cần hoàn thiện nhiều, mà công tác hoàn thiện đó đều là cần bọn ta tự mình thực hiện. Do vậy dù là ta sẵn lòng trả giá tốt, nhưng không thể nào quá cao như thế được. Nhưng ngươi đưa ra điều kiện mà là đôi bên cùng có lợi đi, nếu không thì là không cần bàn nữa. Vũ Hạo suy tư ước chừng là một phút đồng hồ sau, hắn mới nói: thôi được rồi, Lê Đường Chủ có thành ý như vậy, ta cũng lại lên cho ngài một đáp án trực tiếp nhỉ. Vừa nói, hắn lại là giơ tay trái lên nữa, giơ vào hai ngón còn lại dựng lên trên bàn tay phải, đè ngón trỏ xuống, chỉ để lại một ngón tay thon dài, thẳng tắp, chính là ngón giữa. Kinh Hồng Trần nhìn cái ngón tay ngứa mắt kia, im lặng cũng là hồi lâu mới là phản ứng.